E là cặp 690 nhé, của Yamaha 690. Đấy. Đấy. Em này, những cái dòng này nó sẽ có thêm cái đường vào loa, nó chia cầu ra. Thì bình thường những cái âm ly phổ thông thì anh em mình sẽ đấu ở đường này. Còn những cái âm ly mà nó có cái chế độ đánh gọi là BY, đấy, thì các bác sẽ đấu nó vào đây. Thực ra cái này thì cơ bản thì nó giống như cái này thôi, nhưng có cái nó chia ra, đấy, các bác có thể thấy lao này. Tức là hai cái này nó đấu trực, nó tức là hai cái này để câu vào loa bát, hai cái này là vào loa chung và hai cái này là vào loa tép. Đó, tức là người ta sẽ thiết kế như thế để cái phần gọi là chia giải là ở âm ly của các bác. Âm ly của các bác nó có chế độ đánh BY để nó chia 3Y nhé. Nếu mà như này là 3, 3 là 3, B là 2 thôi. Đấy, để nó chia ra. Đấy, còn đánh như thế này thì âm ly là ra bình thường những cái âm ly phổ thông. Ví dụ như em đánh con 7825A thì âm ly phổ thông thì người ta sẽ đấu ở đây. Thì ở trong này người ta sẽ qua cái bộ phân tần, và chính cái phân tần này nó sẽ chia ra các cái giải tép, trung, bát là nó chia. Còn cái này là chia từ âm ly. Đấy, nó chỉ khác nhau thế thôi. Đó, các bác nhé. Cặp này thì em bán cho các bác với giá là 8 triệu các bác nhé. 8 triệu đồng cho em Yamaha 690 sử dụng bát 30. Đấy, gân vải zin. À, mở to tiếp để anh em nghe. Tiếng nó, dòng này thì tiếng nó đánh rất là chắc. Yamaha 690 ấy, thì nó có một cái đặc trưng. Đấy, nếu mà anh em nào chơi rồi sẽ biết thì dòng này nó sẽ sử dụng là dụng hệ thùng kín. Đấy, sau đó thì nếu anh em mà đánh âm ly mà ví dụ như em đang đánh con 7800 thì công suất nó khoảng tầm 150-155W. Đấy, và âm sắc nó tốt ấy, thì tiếng bass của những cái em thùng kín ấy, tiếng nó rất là sướng, nó chắc tiếng. Đấy, thì em này các bác vừa nghe đấy, mặc dù là một cái dòng bát 30 thôi, nhưng mà thực tế ở ngoài nghe cái chất bát của nó rất là hay. Chất bát nó rất là nặng bát, bát đánh cực kỳ dày, tròn, tiếng bát nó rất là tròn. Cặp này vẫn còn gân zin. Đấy, giá bán cho anh em là 8 triệu. Anh em nào có nhu cầu sở hữu em này thì điện cho bên em. Xin chân thành cảm ơn anh em.